Khi những cơn gió lạnh ùa về là lúc những điểm bán hàng ăn vặt tại Hà Nội trở nên đông đúc hơn. Hôm nay Let's Go sẽ gợi ý cho các bạn những món ăn khá ngon với mức giá dễ chịu hiện đang được check-in nhiều bởi các tín đồ ẩm thực. Nhà hàng Ngọc Hiếu là cái tên khá quen thuộc với nhiều người. Tại đây phục vụ món bít tết vô cùng hấp dẫn, được mang ra lúc còn nóng hổi, quyến rũ thực khách với độ mềm ngọt của thịt bò được nấu vừa lửa. Nước sốt sánh quyện với một chút lòng đào của trứng rồi chấm với miếng bánh mì đặc ruột giòn tan. Mình là đã ăn ở đây rất là lâu rồi, từ thời bố mẹ mình rồi. Mình tất cả những món đây mình đã thử hết rồi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ thử món Xuân Đại Hàn với cả món đùi bò. Hai món này là hai món mình thích nhất. Thì hôm nay mình cùng bạn mình sẽ đi ăn cùng. Ngoài đồ ăn thì còn có cả đồ uống nữa, là rất là tiện lợi, có cả trà, có cả nước hoa quả. Cái sự đặc biệt là gói hòa quyện của bít tết rồi viên xá xíu này, bơ này, mỡ quyện vào nhau làm cho tôi rất thấy ngon và hấp dẫn. Không chỉ phổ biến và được ưa chuộng nơi xứ Huế mộng mơ, bún bò Huế tại đây còn là món ăn khoái khẩu của người dân Hà Nội. Bên cạnh đó, Ngọc Hiếu còn có sủi cảo, hai món sườn Đại Hàn ngon chuẩn vị, đậm đà và hấp dẫn. Chẳng thế mà trên khắp các diễn đàn ẩm thực, nhiều người vẫn ngày ngày tìm kiếm và chia sẻ địa chỉ của Ngọc Hiếu. Bít tết Ngọc Hiếu thì có từ năm 1988. Ở đây nhà hàng phục vụ là gần 20 món. Điểm khác biệt ở nhà hàng bít tết Ngọc Hiếu thứ đó là công thức gia truyền của nhà hàng. Khi khách hàng đến đây ăn, họ luôn ấn tượng đến cách trình bày và những là cái chất lượng của nhà hàng. Thì tại Ngọc Hiếu đang có 3 cơ sở và tương lai sẽ phát triển thêm. Nhà hàng sẽ luôn cố gắng để phục vụ được nhiều khách, nhiều nơi, nhiều địa điểm nhất. Ăn một mình tiện lợi, đi nhiều người cũng chẳng xi nhê. Mỗi người một set tự chọn, vừa kinh tế vừa ngon ấn tượng, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị khi tới đây.